Chào mừng quý vị theo dõi trận thi đấu bóng chuyền hơi giữa hai đội Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên gặp Yên Dũng tỉnh Bắc Giang. Ở trận thi đấu này, đội Hoàng Văn Thụ mang áo màu trắng thi đấu ở phần sân gần phía màn hình theo dõi của quý vị. Đội Yên Dũng Bắc Giang thì thi đấu ở phần sân đối diện với áo có nhiều màu sắc: màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Ở hiệp thi đấu thứ nhất, đội Yên Dũng Bắc Giang được quyền phát bóng trước. Hiệp 1 chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Vâng, một điểm cho đội Hoàng Văn Thụ Thái Nguyên. Anh đập bóng bật tay chắn ra ngoài sân. Tỷ số 1-0. Chắn bóng ra ngoài sân, điểm cho đội Bắc Giang. 1-0. Đội Bắc Giang chắn bóng ra ngoài sân, điểm cho đội Thái Nguyên. 2-1. Đội Bắc Giang chắn bóng tốt, điểm 2-0. Điểm số cho đội Bắc Giang 3-2. Vâng, quá nhanh. Điểm số cho Thái Nguyên 3-0. Chắn bóng tốt, điểm cho Bắc Giang 4-3. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Thái Nguyên 4-0. Đập bóng ngoài sân, điểm cho Bắc Giang 5-4. Đập bóng không qua lưới, điểm cho Thái Nguyên 5-0. Quá nhanh, điểm cho Bắc Giang 6-5. Chắn bóng ra ngoài sân, điểm cho Thái Nguyên 6-0. chắn bóng tốt, điểm cho Thái Nguyên 7-6. Bóng không qua lưới, điểm cho Thái Nguyên 8-6. Đập bóng tốt, điểm cho Bắc Giang 7-8. Đập bóng tốt, điểm cho Thái Nguyên 9-7. Điểm cho Thái Nguyên 10-7. Do có chiều cao nên cầu thủ số 10 không hề nhảy chắn bóng, anh chỉ giơ tay là bóng đã trở lại sân bên Bắc Giang. Chắn bóng tốt, điểm cho Thái Nguyên 11-7. Bóng ngoài sân, điểm cho Thái Nguyên 12-7. Hai đội rời sân hội ý lần thứ nhất. Tỷ số 12-7 nghiêng về Thái Nguyên. Điểm cho Bắc Giang 8-12. Đập bóng trong sân, điểm cho Thái Nguyên 13-8. Đập bóng tốt, điểm cho Bắc Giang 9-13. Đập bóng tốt, điểm cho Thái Nguyên 14-9. Điểm cho Bắc Giang 10-14. Chắn bóng tốt, điểm cho Bắc Giang. 11, 14. Chắn bóng ra ngoài sân, điểm cho Thái Nguyên. 15, 11. Chắn bóng tốt, điểm cho Thái Nguyên. 16, 11. Bóng ngoài sân, điểm cho Thái Nguyên. 17, 11. Hai đội hội ý lần thứ hai. Tỷ số nghiêng về đội Thái Nguyên. 17, 11. Trận đấu lại tiếp tục. Bóng ngoài sân, điểm cho Thái Nguyên. 18, 11. Điểm cho Bắc Giang. 12, 18. Tập bóng tốt, điểm cho Thái Nguyên. 19, 12. Điểm cho Bắc Giang. 13, 19. Lập bóng tốt, điểm cho Thái Nguyên. 20, 13. Điểm cho Bắc Giang. 14, 20. Bóng chặn tay chắn ra ngoài, điểm cho Bắc Giang. 15, 20. Bóng chặn tay chắn ra ngoài, điểm cho Thái Nguyên. 21, 15. Vậy hiệp 1 kết thúc với tỷ số 21-15 nghiêng về đội Hoàng Văn Thụ Thái Nguyên. Các bạn đón xem hiệp 2 ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.